Xin chào anh em nha. Bây giờ hôm nay nè, tôi phải làm một cái video để tôi đính chính lại cho anh em rõ ràng như này, là hai con Tiger này không phải là phây với lại hàng Âu đâu, anh em hiểu không? Tại vì á, một cái con này của hãng khác, con này của hãng khác nè anh em nè. Anh em, tức là cái con này là của hãng khác làm chung với cái mẫu này, và cái đầu nó cũng khác nhau, mà thà như là nó giống y nhau đi thì anh em nói là cái thằng này là hàng phây của thằng này, đúng không? Nhưng mà đâu phải, hai thằng này là hai hãng khác nhau, hai cái đều có một cái đặc trưng riêng hết nha anh em. Đây nè, thằng này thì nó to hơn, thằng này nó nhỏ hơn nè. Đôi khi có những người nhìn cái con to này lại thích hơn, còn nhìn cái con nhỏ này á thì lại không thích. Có người thích con này, có người thích con này, đúng không? Tức là hai con này là hai mẫu khác nhau, hai loại khác nhau hoàn toàn luôn. Và tôi review để nói cho anh em hiểu nè, là nó là hai hãng khác nhau, và mỗi cái nó có mỗi cái đặc điểm khác nhau, anh em hiểu không? Và tôi đánh giá ví dụ như con này nó có cái độ thô hơn nè, đúng không? Nhưng nhiều người thích nó bự vậy nè. Còn cái con này á, nhìn nó thon gọn, nó tinh gọn hơn, thì nhiều người họ lại thích nhỏ nhẹ, nhiều người thích to nặng. Tại vì hai con này là hai hãng khác nhau, hai mẫu khác nhau, nó rất là rõ ràng nha anh em. Và đặc biệt á, là tôi cũng phải nói cho anh em hiểu nè, là cái con này không phải là nó hút dở, nhưng mà nếu so sánh vị giữa hai con này á, thì con này nó thua cái con này về cái mặt đậm vị, nhưng cái con này á, lại thua cái con màu đen như này là về cái mặt the, cái độ the, độ lạnh của con này nó hơn, tại vì nó có bản chất của nó giống con Leo Bom, đúng không? Nó nhạt hơn một xíu, nhưng mà nó lại the hơn nha anh em. Đó, nó lạnh hơn nha. Còn cái con này là về mức độ lên vị, lên mùi nó ok hơn nè. Không phải là cái con này phát là nó hút dở hơn cái con này, mà là mỗi hãng nó làm mỗi cái đặc điểm khác nhau thôi, anh em hiểu không? Đó, chứ không phải là con này phát đâu nha anh em. Cái này phải rõ ràng là ai thích cái mẫu nào thì mua mẫu đó để chơi. Đó, đó, ví dụ như nha, tôi cho anh em nhìn nè. Nhìn giữa cái lưng này nè, anh em thấy con nào đẹp hơn, đúng không? Con này nó rất là nhọn nè, đúng không? Còn con này nó tròn nè, nhưng có người thích tròn, có người thích nhọn chứ. Đó, anh em phải xác định rõ nha, nó không phải là hàng phách nha, mà nó là một hãng khác, và chất lượng của nó với lại chất lượng của con này á, nó sẽ tương đồng ở cái mức độ là nhận biết của khách hàng thôi. Cái mức độ gọi là khách hàng thích cái này thì kêu con này ngon hơn, rồi khách hàng thích con này thì kêu con này ngon hơn. Chứ thật ra hai con này nó cũng không có thua kém gì nhau đâu. Nói về vị hay mùi đó, chẳng qua là con này á, khi mà nó làm ra nó hơi thô hơn một xíu thôi nha anh em. Chứ không phải á, là nó là hàng phách của cái con này nha. Anh em phải nhớ cho rõ, phải hiểu rõ, chứ không có anh em đi cãi lộn. Xong rồi tam tên nó vào, tôi không bao giờ bảo con nào hàng phách của con nào đó. Tôi bảo con này là con Tiger Bom, còn con này là con Tiger Boss. Đó, nó rõ ràng vậy, tôi gọi hai tên khác nhau nha anh em. Rồi, xin chào anh em nha, anh em hãy phân biệt cho rõ ràng nha anh em.